Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm một video về phân tích on-call tiếp theo ha. Và video ngày hôm nay sẽ có chủ đề rất là hot, đó là kịch bản hiện tại có còn tốt cho on-call hay là không sau cái video hôm qua mình đã có làm với anh em. Đó là video hiện tại, video hôm qua mình có nói với anh em á là không còn cơ hội nào cho anh coi ha, và đó có thể là sự thật hay không thì anh em có thể quay lại video trước để anh em có thể xem kỹ cái video đó ha. Và video ngày hôm nay sẽ có chủ đề là hiện tại thì kịch bản của on coi nó có đang còn tốt hay là không. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh, và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích được các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em ha. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái tình hình thị trường, thì vốn hóa thị trường anh em thấy hiện tại ngày hôm nay thì nó đã break được cái vùng đó, là cái vùng mà 2.000 tỷ đô ở trên thị trường crypto, vốn giá trị vốn hóa ha, và nó tăng tiếp tục là 2,6% trong 24 giờ vừa qua. Và hiện tại anh em thấy được là 24 giờ vừa qua thì các đồng altcoin top nó tăng lại khá mạnh, nó tăng lại cũng khá đều rồi, bởi vì là Bitcoin nó tăng này và thị phần của Bitcoin thì nó đã giảm, và cái đồng Binance Coin này nó đã bơm 11,3% trong 24 giờ vừa qua, và 7 ngày vừa qua thì nó bơm 37,9% anh em. Và vì sao như vậy? Đó là cái lý do của nó chính là cái việc mà sàn Binance này họ vừa bán IEO, xin lỗi anh em, IDO ở trên cái sàn Binance, và yêu cầu là cần người dùng là phải cần hold cái đồng BNB này thì mới đủ điều kiện để mua IDO ở trên sàn Binance, cho nên là khiến cho cái nhu cầu nó thúc đẩy được cái nhu cầu mua và nắm giữ cái đồng BNB này rất khá nhiều đến từ người dùng, cho nên là nó đẩy giá của đồng BNB này lên rất là nhiều ha anh em. Bởi vì là khi mà cung nó vẫn bình thường, nó vẫn như vậy, nhưng mà nhu cầu là cái lượng cầu nó tăng lên thì khiến cho giá nó tăng cũng là điều bình thường ha. Ok, và nên thấy là hầu hết thì các đồng altcoin top thì nó đã tăng lại khá đều ha. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái đồng coin đầu tiên, và trước khi đến với các altcoin thì chúng ta sẽ đến với cái thị phần trước. Thì em thấy là thị phần nó đang đi đúng theo kịch bản của mình, đó là khi mà sau khi mà nó phá vỡ khỏi vùng 60,1% này, nó đâm về vùng 57%, và anh em thấy hiện tại nó đang phản ứng vào một cái nến tăng hôm qua. Hiện tại ngày hôm nay nó đã là một cái nến inside bar nằm phía trong cái nến dominant của ngày hôm trước, và hiện tại anh em thấy là về cái RSI thì nó đang ở trong một cái vùng được vùng quá bán rồi, và hiện tại thì mình nghĩ là có thể là dominant nó sẽ quay ở đây hoặc là nó tăng lên một nhịp nữa, nó tăng lên một nhịp rồi nó mới giảm ha. Và khi mà dominant nó giảm khỏi cái vùng 57% này trước hoặc là sau khi mà cái thị phần cái nến dominant nó đóng nến nến tuần á, vào 7 giờ sáng ngày thứ hai tuần sau á, nếu mà nó đóng nến phía dưới cái vùng hỗ trợ này, chúng ta sẽ thấy được là thị phần nó sẽ rơi rơi tiếp tục nó sẽ rơi tiếp tục về vùng 52 đến 53%, hoặc là sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có được một cái mùa altcoin season nó kéo dài ha, và khi đó thì các cái đồng altcoin nó bùng lên rất là mạnh ha. Và đây là chỉ là một cái điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ đó chính là cái vốn hóa cả thị trường, đó là cái vốn hóa của thị trường crypto, đó là cái total. Và em thấy hiện tại nếu chúng ta thống kê thì từ tháng 10 năm 2017 đến đầu 2018 thì em thấy đây là cái lúc mà Bitcoin nó tăng lên 20.000 đô này vào năm cuối năm 2017 đầu 2018, và khi đó vốn hóa thị trường nó tăng 525% từ 129 tỷ đô lên 763 tỷ đô ha. Và anh em thấy là hiện tại thì nó từ tháng 10 2020 này, cũng là chúng ta thống kê từ tháng 10 ha, thì chúng ta thấy rằng cùng một mức đó nó tăng, hiện tại thì vốn hóa thị trường nó đang tăng là 472%, và nếu như muốn tăng 525% này thì thị phần nó sẽ cái vốn hóa thị trường nó sẽ tăng đến cái vùng được coi là cái vùng hơn 2.000 tỷ đô, có thể là 2.100 tỷ đô, và hiện tại nó đang chạm rồi anh em, nó đang cán mốc là 2.000 tỷ đô rồi ở trên cái vốn hóa của Coinbase. Còn TradingView thì nó sẽ có một chút chênh lệch sai lệch, cho nên em có thể soi tham khảo ở nhiều nhiều cái ha. Ví dụ như là trên TradingView này, anh em thấy là hiện tại nó đang đi đúng như cái kịch bản mũi tên của mình vẽ ở đây, đó là khi mà nó phá lên có một nhịp retest
bằng một cái bóng nấy ha, và sau đó nó bùng lên rất là mạnh, nó bùng lên cái vốn hóa thị trường nó bùng. Và khi đó chúng ta sẽ chờ một cái nhịp, cũng sẽ có nhịp là nó sẽ điều chỉnh về đây và nó mới tăng tiếp được. Và khi mà nó tăng mạnh như vậy, đi trong một trend tăng bằng cách là thể hiện của các cái đáy sau nó cao đáy trước và đỉnh sau nó cao đỉnh trước, thì chúng ta thấy được là vốn hóa nó tiếp tục nó đi lên thôi. Và khi mà nó có cái mô hình được coi là mô hình đảo chiều á, thì chúng ta mới nghĩ sang cái kịch bản mà sẽ đảo chiều giảm ha. Đây, về thị phần trên khung tuần á, anh em thấy là thị phần của Bitcoin nó đang về nến Heikin-Ashi, nó đang mở muốn đóng nến tuần là một cây nến giảm theo nến Heikin-Ashi, với biên độ nó mạnh, nó rộng hơn cái nến biên độ tuần trước, chứng tỏ là thị phần nó đang muốn giảm rất là mạnh rồi trong tuần này và tuần tuần sau nữa ha. Và mình nghĩ là cái mùa altcoin hiện tại nó đang rất là khả thi với chúng ta, hoặc là cái mùa mùa mà altcoin nó tăng mà được coi là tăng mà lâu á, thì nó sẽ đang đến rồi ha. Và kịch bản hiện tại đang còn rất là tốt với các cái đồng altcoin, cho nên là những cái đồng altcoin mà mình call cho anh em á, mà chúng ta mua được ở vùng entry tốt rồi thì chúng ta vẫn nên hold, chứ chúng ta chưa có vội chúng ta bán ra ha. Bởi vì là hiện tại chúng ta chưa có cái tín hiệu nào đảo chiều hoặc là altcoin nó giảm mạnh cả, cho nên chúng ta chưa có bán được. Hoặc là nếu kế hoạch thứ hai đó là anh em nào mà đã x2 x3 tài khoản mà vốn lớn rồi, chúng ta có thể bán cái phần gốc đi và lãi chúng ta gồng mạch luôn nghỉ luôn ha. Ok, và hiện tại thì thị phần của Bitcoin nó đang có dấu hiệu rất là tốt khi mà đang giảm mạnh. Và đầu tiên thì mình sẽ phân tích các đồng altcoin theo yêu cầu của anh em. Đầu tiên thì mình thấy là có rất là nhiều anh em nhắc đến cái đồng BNB này trong những ngày vừa qua, nó bùng rất là mạnh. Thì anh em thấy là hiện tại nó đã phá vỡ khỏi vùng ATH của nó rồi, là vùng 344 đô. Hiện tại nó bùng lên đến tận là hơn 400 đô rồi, bởi vì là cái nhu cầu về hold cái đồng này để tham gia IDO trên Binance á, nó đang tăng rất là mạnh. Bởi vì là cái IDO đầu tiên nó tăng đến tận là nhân 30 lần cái giá IDO của cái đồng IO ở trên sàn Binance ha. Và hiện tại chúng ta sẽ có hai vùng mua cho anh em nào mà muốn nắm giữ cái đồng BNB này để tham gia IDO, đó là vùng 344 đô, là vùng ATH trước đó, cũng như là vùng 289 đô này ha. Anh em thấy là khi mà nó phá vỡ khỏi mô hình name này, nó phá lên, chúng ta thấy là nó bùng lên rất là mạnh, nó tăng liên tục luôn ha. Ok, đó là cái vùng mua của cái đồng BNB, hai vùng này. Và đồng tiếp theo là cái đồng MDX. MDX này là cái đồng mà trong vừa đầu team mình đã có share cho anh em ha. Và cái đồng MDX này thì team mình cũng đã share cho anh em rồi, bằng trong channel Telegram team mình ha. Anh em nếu muốn tham gia thì có thể tham gia ở trong channel Telegram team mình. Thì anh em tham gia bằng cách là ấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả mỗi video, nó sẽ có đường link Telegram group, anh em ấn vào. Nó sẽ đưa anh em vào cái Telegram group của team mình. Đây, trên đây là có hơn 12.500 thành viên rồi. Anh em có thể tham gia, và trên đây thì sẽ có các admin trả lời các câu hỏi của anh em, cũng như là các anh em trên đây thảo luận rất là nhiều. Anh em có thể lên đây để trao đổi kiến thức ha. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục. Và vì sao mà team mình lại share cho anh em mua cái đồng MDX này, là cái sàn MDEX. Cái sàn này thì theo cái nền tảng, đây là một cái sàn cũng như là cái sàn Uniswap và SushiSwap ha. Đây là một cái sàn AMM mà nó được phép giao dịch ở trên hai nền tảng luôn anh em. Đó là hai nền tảng blockchain của Ethereum và Huobi EcoChain. Và cái trend Huobi EcoChain á, là team mình đã research cũng như là dự phóng cho anh em dòng tiền tiếp sắp tới nó sẽ đổ vào cái sàn Huobi cũng như là cái đồng MDEX, MDEX này. Bởi vì sao? Cũng giống như là cái đồng bên cây squat của sàn Binance ha. Anh em thấy là khi mà sàn Binance á, họ ra IDO thì họ muốn người dùng là hold đồng BNB, và khi đó thì anh em thấy là cái trend đó, cái trend Binance Smart Chain đó, nó đã cũng đã khiến cho giá của đồng Binance Smart nó bùng rất là mạnh. Hiện tại sắp tới mình nghĩ rằng, team mình cũng nghĩ rằng á, là sắp tới cái sàn Huobi này cũng sẽ ra cái để coi là cái IDO ở trên sàn Huobi, nó khiến cho giá của đồng HT cũng như là đồng MDX này nó sẽ tăng lên rất là mạnh trong thời sắp tới. Cho nên là mình nghĩ là hiện tại thì team mình cũng đã call anh em mua được ở các vùng mua tốt rồi, cho nên em có thể hold tiếp ha. Và hiện tại nếu anh em là chưa mua, chúng ta sẽ có thể mua được ở vùng nào, thì chúng ta sẽ có được hai vùng
để chúng ta mua. Đó là vùng đầu tiên á, là vùng 3,56 đô này nè. Đây là một vùng đỉnh dẫn tới thấp nhất trong một cái xu hướng giảm này. Thì khi mà nó vừa phá vỡ rồi thì anh em thấy là nó quay về retest lại cái vùng này khá là lâu ở đây. Và đây là một cái vùng mua rất là tốt cho chúng ta, mà hiện tại thì chưa có anh em nào mua được ở đây cả, cho nên chúng ta chờ và nó đâm về đây chúng ta có thể mua thêm. Hoặc là kịch bản thứ hai sẽ là nó tăng lên, nó phá cái vùng này, nó phá vùng ATH, à, xin lỗi nè, nó phá cái vùng kháng cự này và chúng ta chờ một nhịp quay về retest chúng ta mua thêm được ở vùng 45 đô này ha. Ok, và đó là cái đồng MDX. Và cuối cùng sẽ là cái đồng Quaning. Và vì sao cái đồng Quaning này nó boom trong thời gian vừa rồi? Thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là đồng Quaning này nó đã vừa lên sàn, nó được list ở trên sàn Coinbase, là một sàn uy tín lớn nhất của Mỹ. Và anh em thấy được là cái đồng này thì mình có share name trong channel Telegram, thì mình trên VIP á, thì chúng ta mình share name mua được ở vùng là rất là tốt, là ở vùng này, là vùng này đây, là vùng 0.5 cho đến 0.618 của Fibonacci, là vùng 3,2 cho đến 3,8 đô ha. Và vùng này anh em thấy là nó tích lũy, nó về nó retest rất là lâu, rất là nhiều lần luôn. Và anh em thấy, nếu anh em mà cộng gồng á, chúng ta đang lăn lãi là 92% rồi ha. Và video này là video lần thứ ba mình nhắc đến cái đồng Quaning này rồi. Từ video lần trước, hai lần trước đó là vùng khi mà nó có cái vốn hóa thị trường là 491 triệu đô này và 596 triệu đô. Và video lần này nó đã X2 rồi, nó là gần 1 tỷ đô rồi ha. Và hiện tại nó đang chạm cái vùng kháng cự 6,26 đô, cho nên chúng ta không có nên mua ở vùng kháng cự này ha. Nếu chúng ta mua được ở vùng 3,6 đô nhưng mà mình call rồi thì chúng ta vẫn gồng tiếp. Và hiện tại cái đồng này nó có lực rất là mạnh rồi, đang có lực mua, lực FOMO rất là mạnh, cho nên là cái việc mà nó phá cái vùng 6,2 đô này sẽ là việc mà nó trong tương lai thôi anh em. Mình nghĩ là nó rất là dễ luôn. Ok, và vùng mua tốt cho cái vùng quanh in nữa này nữa thì mình sẽ share cho anh em ở video sau, bởi vì hiện tại chúng ta đang nghĩ cái kịch bản là nó sẽ phá vùng này và về retest cái vùng 6,26 chúng ta sẽ mua thêm ha. Ok, và cái video này của mình đã đến kết thúc. Và nếu anh em nào thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tán nút like và subscribe kênh ha. Và kịch bản của hiện tại của cái đồng Oncoin thì hiện tại đang rất là tốt, cho nên là anh em vẫn cứ hold ha. Ok, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video.